Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 7, viết hàm liệt kê các giá trị chẵn trong mạng một chiều các số nguyên. Thì để làm rõ cái đề bài này thì mình sẽ xét một cái ví dụ nhỏ sau. Ví dụ ở đây mình cho một cái mạng một chiều có 3 vật tự 1, 4, 6 đều là những là mã số nguyên đúng không ạ? Thì nó như các bạn đã thấy thì trong cái mạng này có vật tự 6 và 4 là hai vật tự chẵn đúng không ạ? Đấy. Thì theo yêu cầu bài tập này thì mình sẽ in ra được cái giá trị chẵn là 4 và 6 đấy, của cái mạng một chiều A3 này đấy. Thì đó là các bạn có thể hiểu như vậy. Thì thuật toán để xây dựng cái bài toán làm cái bài toán này thì chúng ta làm như sau. Chúng ta phải tích xuất từng cái phần tử của mạng này, sau đó chúng ta kiểm tra xem nó có phải là số chẵn hay không. Đấy. Và nếu là số chẵn thì mình sẽ phải in cái số đó ra. Đấy. Rồi. Chi tiết chương trình thì mình sẽ làm như sau. Thì đầu tiên cũng như mọi cái chương trình khác thì mình đều phải khai báo cái thư viện, đúng không ạ? Đấy. Studio, Corneo hay Mac hay DeFi. Cái DeFi Mac 100 này thì mình đã có nhiều rồi. Và cái mắc này mát này thì cái hàm này thì dùng nó là một cái thư viện toán học, và mình dùng ở đây mình dùng để kiểm tra xem nó là số chẵn hay là số lẻ, hay là mục đích chính là kiểm tra nó có phải là số chẵn hay không. Đấy. Rồi tiếp tục với cái hàm đi vào, ta sẽ đi vào cái hàm nhập mạng. Trong hàm nhập mạng này thì mình sẽ nhập mạng với cái số phần tử là n. Với n là mình sẽ nhập vào từ bàn phím. Và với cái a này thì được giới hạn trong cái khoảng mắc này, tức là từ 1 cho đến 100 phần tử. Đấy. Và sử dụng cái lệnh print slot scan. Và với trường hợp mà n nó bé hơn 0 hoặc là n nó lớn hơn 100 ấy, thì mình sẽ quay lại cái bước A này, sử dụng cái câu lệnh goto để quay về cái bước A này. Đấy. Cho đến khi nào mà nó đúng, tức là cho đến khi nào mà nó nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Đấy. Rồi sau đó để nhập các thông số cho nó, cho cái mạng, thì chúng ta cần phải sử dụng cái vòng lặp for với cái biên chạy y chạy từ 0 cho đến mé n, và tất nhiên là y không cộng đúng không ạ? Và sau đó sẽ in ra màn hình cái câu lệnh để dùng để nhập. Ở đây sẽ nhập phần trăm d y, đúng không ạ? Với y chạy từ 0 thì cái phần tử ban đầu tiên sẽ là a 0 đúng không ạ? Đấy, a 0 sau đó scan để nhập đây và a y đúng không ạ? Rồi sau khi đã xong cái hàm nhập thì chúng ta sẽ đến cái hàm xuất mạng. Trong cái hàm xuất mạng thì mình cũng làm tương tự, cũng sử dụng cái vòng lặp for, cũng là cái mạng A và in n này. Đấy. Ở đây chúng ta không cần scan n nên là chúng ta không cần phải thêm và gì đấy. Đấy. Sử dụng vòng lặp for y bằng 0, y bé n và y bằng cộng, sau đó in ra các cái giá trị. Ở đây là phần trăm 4d đúng không ạ? Cái này mình cũng đã nói ở bài học trước đúng không ạ? Thì mình cũng nhắc lại cho những bạn nào chưa xem cái video trước của mình. Thì cái phần trăm 4D này tức là gì? Nó là trước cái số nguyên mình viết sẽ có 4 cái khoảng trắng. Đấy. Vì mục đích của nó là đơn giản như vậy thôi. Nó dùng để cách ra cho nó đẹp thôi mà. Như thế này. Mình sẽ đưa ra một cái ví dụ đây. Ví dụ các bạn nhập phần tử là 1. Mạng gồm có 3 phần tử 1, 2, 3. Đấy. Thì khi các bạn viết là phần trăm 4D, bình thường nếu các bạn không viết số 4 ở đây, nếu khi các bạn viết là phần trăm D thì nó sẽ in ra kết quả là 1, 2, 3, các cái phần tử nó sẽ bị sát lại với nhau. Đấy. Nhưng khi các bạn thêm số 4 vào đây thì nó sẽ cách ra. Đấy. Nhìn nó lại rất dễ nhìn hơn, đúng không ạ? Đấy. Tính thẩm mỹ của nó sẽ cao hơn và chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn hay sai sót. Rồi sau khi là viết xong cái hàm xuất mạng thì chúng ta đi vào cái hàm liệt kê. Hàm liệt kê này chức năng của nó là gì?
chức năng của nó sẽ là liệt tìm ra cái số chẵn và liệt kê nó ra đấy. Cũng là int a và int n đấy, và nó sử dụng cái vòng lặp for và với cái int khai báo một cái biến chạy là y bằng không chạy đến nhọn n y và tất nhiên là y gồng cộng đúng không ạ, và sau đó sử dụng một cái câu lệnh if để kiểm tra xem nó có phải là số chẵn hay không đúng không ạ. Nếu như ai này phần trăm hai bằng không này, bằng bằng không này, tức là nếu nếu a mà ai nó mà chia cho hai, chia cho hai mà dư không đúng không ạ, tức là nó sẽ chia cho hai đúng không ạ, thì sẽ in ra cái giá trị ai đó đúng không ạ. Đấy, còn nếu không thì nó không in đúng không. Rồi tiếp theo sẽ đến cái hàm mà main. Sau khi nhập xuất và viết cái hàm liệt kê thì chúng ta đi vào hàm main. Trong hàm main này thì bắt đầu chúng ta phải khai báo n này, khai báo cái mạng 1 triệu a này, và sau đó sẽ gọi cái hàm nhập mạng xuất mạng đúng không ạ, và sau đó sẽ in ra cái giá trị chặn trong mạng, và sau đó sẽ bắt buộc mình phải gọi cái hàm liệt kê này ra thì nó mới có thể in được ra các cái giá trị chặn ở trong cái mạng đó đúng không ạ. Rồi mình sẽ chạy cái chương trình này cho các bạn xem. Đấy, như vậy là không lỗi đúng không ạ. Rồi ở đây mình sẽ nhập là số phần tử là 4 đúng không ạ. Đây sẽ là trừ 1 2 4 6 đúng không ạ. Như vậy là sẽ có 3 cái giá trị chẵn là 2 4 6 đúng không ạ, trong cái mạng này. Rồi mình sẽ thử trường hợp với n bé hơn 0 nha. Vậy thì mình nhập n bằng trừ 4 thì nó sẽ đi ra cái dòng lệnh là số phần tử không hợp lệ và chúng ta phải nhập lại. Đấy, này ba. Khi chúng ta nhập là cái số phần tử này đó là nó hợp lệ thì nó sẽ tiếp tục đi vào nhập cái giá trị của phần tử đúng không ạ? 2. Mình nhập bất kỳ rồi. Thì nó sẽ in ra cái giá trị chẵn là 24628 luôn. Rồi. Thì trên đây là cái bài giống để liệt kê các giá trị chẵn trong một cái mạng một chiều. Thì bài này cũng khá là đơn giản. Các bạn cần phải lưu ý cái cách để viết hàm nhập mạng xuất mạng và cách để tính làm sao để nhận biết đó là cái số chẵn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.